Xin kính chào quý vị, mời quý vị bắt đầu theo dõi bản tin thời sự buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2020. Dù ra đời hơn 10 năm qua, học kỳ quân đội vẫn là chương trình được nhiều phụ huynh và các bạn nhỏ chọn lựa để trải nghiệm trong dịp hè. Nhằm nâng cao kỹ năng rèn luyện bản lĩnh thế hệ trẻ, Công ty Cổ phần Kiến tạo Tài năng phối hợp cùng trường quân sự quân khu 7 tổ chức chương trình học kỳ trong quân đội năm 2020 với chủ đề Vững bước vào đời, dành cho học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua chương trình giáo dục lòng yêu nước, yêu môi trường quân đội, đồng thời giúp các em xây dựng ý thức tự giác, tự lập, kỷ luật, lối sống có tình cảm, tư duy đúng để học tốt hơn và xa hơn là ươm mầm những hạt mầm tài năng cho đất nước. Chương trình tổ chức rất thành công trong nhiều năm liền, học viên được thực hành nhiều kỹ năng sống bổ ích. Sau khóa học, học viên có sự trưởng thành vượt bậc về khả năng tự tin, bản lĩnh tự lập, tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tinh thần đồng đội, đặc biệt là tình yêu thương và lòng biết ơn.